Chào các bạn, mình đang cầm trên tay là một trong những cái chiếc đồng xu duy nhất trên thế giới mà có in hình cố thủ tướng Lý Quang Diệu tại Singapore. Mình sẽ để gần hơn một chút xíu. Vì sao đây lại là một trong những chiếc đồng xu duy nhất trên thế giới mà có in hình cố thủ tướng Lý Quang Diệu ở Singapore? Như các bạn cũng biết thì ông Lý Quang Diệu là cái người khai quốc công thần tại Singapore và là cái vị thủ tướng đầu tiên tại cái quốc đảo sư tử này. Ông là người mà có cái vai trò rất quan trọng trong việc biến Singapore, giúp Singapore từ một cái làng chài bé tí hon trên bản đồ thế giới trở thành một trong những cái cường quốc kinh tế hàng đầu, cũng như là một trong những cái quốc gia mà hiện tại là đang có cái mức GDP bình quân thu nhập trên đầu người cao nhất trên thế giới. Ông Lý Quang Diệu thì sinh ngày 16 tháng 9 năm 1923 và vào năm 2023 thì là nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố thủ tướng Lý Quang Diệu thì chính phủ Singapore là lần đầu tiên là người ta đã quyết định in cái đồng tiền trị giá 10 đô la Sing để tưởng nhớ vị cố thủ tướng này. Đây được coi là một trong những cái đồng xu rất là đặc biệt tại Singapore vì cái lý do là như vậy. Cái đồng này thì nó có trị giá là 10 đô la Sing các bạn nhé, 10 đô la Sing, và được làm bằng cái nguyên liệu đó là hợp kim đồng nhôm. Vì họ bên phía chính phủ Singapore họ cũng đưa ra cái lý do tại sao họ không làm bằng nguyên liệu vàng hay nguyên liệu bạc, bởi vì những cái nguyên liệu đó là nó có giá trị và nó cũng rất là đắt. Họ sẽ sợ là người dân đại đa số người ta không thể mua hoặc không thể afford được. Đó là cái lý do vì sao mà họ làm cái đồng bằng cái nguyên liệu là hợp kim đồng nhôm là như vậy và có giá trị là 10 đô, người dân là có thể mua được. Tuy nhiên là chỉ có người dân Singapore mới có thể mua được cái đồng này thôi, và tối đa mỗi một người là sẽ được mua 5 cái đồng này. Tối đa một người Singapore là sẽ được mua 5 cái đồng này và họ sẽ phải đăng ký rồi sau đó là đến ngân hàng để nhận. Và cái này theo mình biết là họ chỉ có xuất bản là 4 triệu cái đồng xu này vào tháng 5 năm 2023 thôi. Tức là người dân Singapore là họ đã lấy cái này là từ năm 2023 rồi cơ. Và hiện tại cái đồng này trên thị trường nhá, các bạn hoàn toàn có thể lưu hành sử dụng được bình thường như những đồng tiền xu khác tại Singapore một cách bình thường. Tuy nhiên đó là vì cái đồng tiền này nó rất là đặc biệt là như vậy. Với thứ hai nữa là nó cũng có cái bản giới hạn, chỉ có 4 triệu đồng xu thôi và chỉ có người quốc tịch Singapore mới có thể nhận được đồng này. Cho nên là nếu các bạn để ý mà trên cái trang mà bán đồ second hand ấy, ví dụ như Carousell là một trong những cái trang mà bán đồ second hand lớn nhất tại Singapore, thì có thể là họ đang bán với những cái mức giá rất khác nhau, 20 đô cũng có này, 30 đô cũng có, 40 hay là 50 đô cho một cái đồng này cũng có. Theo mình thấy thì chủ yếu mọi người mua những cái đồng này để cái mục đích là làm lưu niệm thôi. Ví dụ đây, nhà mình là năm ngoái là ông xã mình là cũng đăng ký lấy nhận 5 cái đồng này. Mình vẫn để nguyên đai nguyên kiện, không bóc ra gì luôn. Vì cái này là mục đích là để làm đồ lưu niệm thôi. Cái chiếc đồng xu này thì được thiết kế bởi một nhà thiết kế người Singapore. Và theo mình đọc các cái thông tin thì họ cũng có rất nhiều các cái ý tưởng khác nhau để làm sao in được cái hình lên cái đồng tiền này nó có ý nghĩa nhất. Và cuối cùng là họ lựa chọn ra cái thiết kế, đó là các bạn mình sẽ để mặt gần là như này. Các bạn sẽ thấy là đầu tiên là sẽ có in hình của cố thủ tướng Lý Quang Diệu, sau đó là họ có hai công trình mang tính biểu tượng lớn nhất tại Singapore. Công trình thứ nhất đó là công trình Marina Barrage, thì đây là một cái công trình mang tính lịch sử tại Singapore. Đây là một cái hồ chứa nước ngọt hay chứa nước mưa ở Singapore đấy. Như các bạn cũng biết, Singapore là một cái quốc đảo, xung quanh là biển, chủ yếu họ chỉ có nước mặn mà không có nước ngọt. Thậm chí là những năm trước đây á, Singapore hoàn toàn phải nhập khẩu 100% nước từ những nước láng giềng như là Malaysia. Thì sau đó là họ cũng phát triển những cái công nghệ riêng, và cái hồ chứa nước này cũng là một trong những cái công trình lịch sử mà họ đưa vào vận hành. Sau đó là họ dự trữ nước mưa và họ sẽ tiến hành xử lý nước để có thể biến thành cái nước sinh hoạt, nước dùng và người dân hoàn toàn có thể sử dụng bình thường được. Cho nên đây là một trong những cái công trình mang tính rất lịch sử, nó đảm bảo Singapore có thể tự cung tự cấp được cái nguồn nước. Nguồn nước thì thường là nó là một cái nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nước nào cũng sẽ có, đúng không? Nhưng Singapore lại là một cái quốc gia rất là đặc biệt, bởi vì họ không có nước ngọt tự nhiên mà toàn bộ là sẽ phải họ chế biến rồi họ xây dựng những cái công nghệ để làm sao biến cái nước mặn thành nước ngọt sinh hoạt được. Thậm chí ở Singapore họ còn có những cái công nghệ để biến nước thải thành nước sử dụng sinh hoạt được nữa cơ. Và cái công trình mang tính chất lịch sử thứ hai đó là ở cái khu Raffles Place. Thì hiện tại cái khu này các bạn sẽ thấy đó là những cái tòa nhà cao tầng, đúng không? Thì hiện tại là đây là cái khu mà họ hay gọi tắt đó là khu phố Wall.
của Singapore đấy. Đây là cái khu Financial Center của Singapore với những ngân hàng rồi những trung tâm tài chính hàng đầu, người ta sẽ đổ bộ trụ sở tại đây. Và các bạn nếu để ý kỹ hơn là cũng sẽ có thấy là cái tòa khách sạn Fullerton Hotel, thì đây cũng là một trong những cái khách sạn mang tính chất rất là lịch sử của Singapore. Vì ngày trước Sing là một cái thuộc địa của Anh Quốc, thì ngày trước là cái tòa khách sạn Fullerton Hotel á, nó là cái Singapore Post Office, tức là cái bưu điện, tổng cục bưu điện của Singapore. Còn mặt sau thì đơn giản họ sẽ để cái dòng chữ là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố thủ tướng Lý Quang Diệu 1923 và năm 2023. Thì đây là cái đồng xu này là như vậy. Bạn cũng có thể bóc ra, nó cũng đây là mình bóc ra thì mình vẫn để là nguyên đai nguyên kiện luôn, mình cũng chưa mang đi sử dụng hay là như thế nào cả. Nếu các bạn tới Singapore du lịch và muốn là sở hữu cái đồng xu này thì mình nghĩ là các bạn có thể đến một số các cái tiệm đổi tiền ở Singapore, mình nghĩ có thể là họ sẽ bán ấy. Tuy nhiên là có thể là các bạn sẽ phải trả cái mức giá cao hơn, cái đồng này có cái giá trị, có cái value là 10 đô. Tuy nhiên khi mà bán ra thị trường ngoài thì nó có thể là các cái mức giá khác nhau tùy theo cái nhu cầu của thị trường hay nhu cầu của người dùng là như thế nào. Nếu như các bạn thấy nội dung trong video này hay, thú vị, các bạn hãy giúp mình like video này và đăng ký subscribe kênh YouTube Xê Dịch Singapore để ủng hộ thêm cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye for now.